Còn tên mà mọi người đang biết tới bây giờ là tên nghệ sĩ, nhạc sĩ Truc Ho. Thế hiện anh đang Tôi đang ở thành phố Gành Ro, California. thưa anh thì biết rằng anh là một trong những người đã bỏ nước ra đi bằng cách đi đường bộ vượt biên qua bên Cambodia rồi đến Thái Lan và sau cùng mới đến Hoa Kỳ. Thì anh có thể cho biết lý do tại sao mà anh phải ra đi không? Lúc đó anh cũng đâu đã lớn tuổi. Lúc mà Cộng sản chiếm miền Nam thì Trúc Hồ lúc đó là 11 tuổi. Trúc Hồ sinh năm 1964, sinh tháng 4 luôn. Thì mới vừa được 11 tuổi. Thì sống dưới chế độ Cộng sản thì mặc dù 11 tuổi cũng biết cũng khá nhiều rồi. 11, 12, 13, 14, 15 cho tới năm 1981. Tất nhiên là học trung học cấp 2 rồi lên cấp 3. Thì biết rất nhiều về chế độ Cộng sản. Và thật sự trong thời gian đó thì người miền Nam mà khi bị Cộng sản chiếm á, thì nếu mà có cơ hội thì chắc cả miền Nam đều đi hết chứ không phải là riêng Trúc Hồ. Dưới một cái tình trạng đời sống đầy bất công, và rất là những người ở xung quanh mình á, gia đình không biết là lúc nào sẽ có người bị bắt rồi đi đâu, rồi cũng chẳng biết là chừng nào trở về. Đời sống thì bị kỳ thị mọi mặt. Những người con cháu của miền Nam, quân dân kháng chính thì bị đì học, không có tương lai, coi như là đời sống đã không có tự do, không có tương lai nữa. Và Trúc Hồ là một người thích âm nhạc, mà cái nhạc của Việt Cộng thời đó vào thì chỉ là nhạc tuyên truyền, mình không có được chơi những cái nhạc mình thích. Nó có nhiều lý do để mình phải bỏ chế độ Cộng sản đi lắm, mà lý do đơn giản nhất là chế độ đó là một cái chế độ mà một con người có một cái sự suy nghĩ bình thường không thể nào chấp nhận được, phải đi thôi. Trong gia đình anh có ai bị tử trận về chiến tranh hoặc là bị giết chóc như thế nào không? Thật sự thì gia đình của Hồ là ba Hồ là người nhạc sĩ, nhưng mà nằm trong quân nhạc lực lượng của bên phủ tổng thống, ban nhạc phủ tổng thống, cho nên chỉ là chơi nhạc và làm những cái nhạc lễ cho những phái đoàn ngoại quốc tế, hay là những cái gì mà có tính chất lễ nghi thì mới cần tới quân nhạc. Cho nên gia đình Hồ không có, các cậu Hồ thì hầu như là người thì không quân, người thì hải quân, nhưng mà không có ông nào bị chết hay bị thương hết. Nhưng mà Hồ có một người anh nuôi. Gia đình Hồ trước năm 1975, năm 1968 thì ba Hồ có nuôi hai người con nuôi. Một trong những người đó là anh Lực. Anh Lực thì lớn hơn Hồ mấy tuổi, chừng 7-8 tuổi gì đó. Thì lúc đó còn nhỏ, anh Lực ở dưới quê lên học nhạc ở gia đình, lớp nhạc Trúc Giang ở đường Trần Bình Trọng, nhà thờ Chợ Quán á. Thì ba Hồ thương ảnh cho nên nhận ảnh làm con nuôi ở với nhà luôn. Rồi ảnh chơi nhạc giỏi lắm cho nên ảnh phụ ba của Hồ là nhạc sĩ Trúc Giang dạy nhạc. Thì ảnh dạy cho Hồ guitar. Thì tới tuổi quân dịch thì ảnh đi đi lính. Thì khi mà ảnh đi lính thì ảnh cũng đi 3 tháng quân trường rồi cũng tập, rồi ảnh được đi về thăm nhà. Thì anh Hồ có nhớ là bữa đó ảnh về thăm, cái đêm đó thì ảnh chở đi ăn chè, tại ảnh dạy nhạc cho Hồ mà ảnh thương Hồ lắm. Thì chừng vài tuần sau á, thì ba Hồ chở Hồ đi dưới đã nhận xác anh. Thì cái tới cái chỗ đó thì lúc đó mình mới biết chiến tranh nó như thế nào. Xe tấp nập chở xác về, người hết người này tới người kia khóc. Thì Hồ lúc đó cũng không biết là đi nhận xác của ông anh mình, mà không phải ruột thịt gì hết, chỉ là anh nuôi thôi. Nhưng mà anh Lực là người mà
giống như người Anh, người Thầy dạy đàn cho Hồ. Mà lúc đó mình mới biết cảm nhận được cái sự mất mát của một một người thân trong gia đình mà ra đi. Đó là anh Lực. Thưa anh thì cuộc chiến tranh đó thì nó rất là tàn bạo và bao nhiêu người đã bị đau khổ. Gia đình anh thì cũng không phải là tránh được cái điều đó. Nhưng mà thưa anh, khi mà Cộng sản họ vào thế thì một người nghệ sĩ, một gia đình nghệ sĩ như anh có đất để sống không, để phát triển? Thật sự thì mà khi mà Việt Cộng vào thì gia đình của Hồ là thật sự là dễ sống ở các gia đình khác. Bởi vì chế độ Cộng sản họ gia đình nhà Hồ có đờn chống âm thanh, phường, khóm, quận, thành phố lúc nào cũng tới gia đình Truc Ho để mà mượn, mình cho họ mượn rồi đi bắt âm thanh cho họ. Cho nên đời sống của gia đình của Truc Ho dưới chế độ Cộng sản rất là dễ dàng so với tất cả gia đình khác. Dễ lắm. À, từ nhỏ 75 vô là phải đi đờn, đờn cho phường, bắt đầu từ khóm, khóm lên phường, lên phường rồi lên thành phố, rồi lên tới quốc gia luôn. Cá nhân của Hồ đó thì sống dễ dàng với cái chế độ Cộng sản lắm. Tại vì họ rất là cần mình để mà họ tuyên truyền, Hồ dễ lắm. Nhưng mà Hồ không có chấp nhận được những cái gì mà nó đang xảy ra trong cái năm tháng mà Hồ ở. Hồ thấy những đứa bạn của Hồ đối xử bất công, rồi bao nhiêu chuyện tương lai không có. Nếu mà mình ở lại đó thì mình phải làm việc với lại những người tội ác thôi. Thưa anh nói là những người bị đối xử phân biệt, những người bị bất công, anh có thể nói cụ thể không? Chẳng hạn như Hồ có ông thầy của Hồ, ông là Đại tá Trần Văn Tính, chỉ huy trưởng ngành quân nhạc Việt Nam Cộng Hòa. Ba Hồ trước 75 là một người lính bình thường, lính quèn thôi, không có chức gì lớn hết trơn. Mà cũng chẳng quen với ổng hết trơn, ổng chỉ là chỉ huy trưởng ngành quân nhạc âm nhạc ở miền Nam Việt Nam. Ba Hồ cứ tới xin đại ổng là tôi có thằng con nó muốn học piano, ông xin đại tá nhận nó làm học trò. Ổng nhận Hồ dạy mỗi tuần vậy đó, khi mà ổng rảnh. Rồi khi nào mà ổng bận thì ổng cho con gái của ổng là cô Thủy dạy. Thì không có bà con, không có dòng họ mà cũng không có gì gia đình Hồ. Trước 75 là một cái gia đình tương đối, không phải là ở bậc trung lưu nữa. Ba chỉ là một người lính quèn thôi, trong cái ban quân nhạc thôi. Nhưng mà ông đại tá này ổng nhận mình tới nhà ổng để mà ổng dạy, tới tận nhà luôn. Qua ông đại tá này Hồ biết thế nào là nhạc classical piano, và Hồ biết thế nào là nhạc Beatle và cô Thủy. Sau đó thì ông thầy Hồ, ông đại tá Trần Văn Kính, ông bị đi học tập cải tạo. Thì cái gia đình của cô Thủy và mẹ của cô Thủy là vợ của ông đại tá bị tước nhà đi, phải dọn qua một cái nhà khác nữa. Rồi khi mà Hồ lên thăm thì cái gia đình đó lại phải ở trên đầu, ở dưới thì các thanh niên xung phong canh gác đi ra đi vô phải ký tên. Nó khó chịu lắm. Nhà mình thì người ta cướp và người ta vô ta ở tỉnh bơ vậy đó. Nhà đi đâu đi ra phải trình tới trình lui. Và vài năm sau thì ông thầy Hồ về. Thì Hồ có tới thăm thầy đại tá Trần Văn Tính. Thì chừng vài tháng sau thì thầy chết. Bởi vì ông bệnh nặng quá người ta mới thả về thôi. Tất nhiên là vài năm, Hồ đi bị năm 81. Thưa anh thì anh nghĩ là ở một cái đất nước như thế mà người rất là bình thường cũng không thể sống với nhân cách và phát triển được như thế nào thế? Cái chủ nghĩa Cộng sản là một cái chủ nghĩa cả thế giới biết đó là tội ác của nhân loại. Từ Stalin, ổng giết người dân của ổng đấy 40 triệu người. Mao Trạch Đông giết 60 triệu người. Chủ nghĩa đó là chủ nghĩa của tội lỗi, tội ác.
Cộng sản họ đã giết cả một thế hệ của miền Nam tinh tú nhất của miền Nam Việt Nam. Khi mà họ nói là họ thống nhất đất nước, hòa bình, thì đáng lý ra họ phải giữ những quân dân cánh chính, ưu tú, sĩ quan đó sẵn sàng làm việc để xây dựng đất nước trong hòa bình và bình đẳng. Nhưng mà họ đã bắt những người đó đi tù mà không biết chừng nào về trại cải tạo. Họ dùng những cái danh từ có vẻ có tính cách như là dạy, nhưng mà thật sự đó là một cái tù giam không có ngày về và không biết là tội gì. Họ đã giết một cái thế hệ tinh tú của miền Nam Cộng Hòa, và con cháu của những người đó cũng bị đì luôn. Chẳng hạn như mấy thằng bạn của Hồ nó học giỏi, trường Bê Ký, học thật là giỏi. Nhưng mà thi tới lớp 12 cũng rớt thôi. Cái lý lịch đó cũng rớt thôi, mặc dù là con của một người lính thường cũng rớt thôi. Hồ là cái năm lớp 9 vô, năm lớp 10 rồi thi vô trường Bê Ký đó, lúc đó là nó đổi lại trường Lê Hồng Phong. Hồ không phải là dân Bechuski. Tại vì sau 75 á, thì tới năm đó thi vô, năm 80 thi vô thì Hồ ở gần trường Bechuski Lê Hồng Phong, cho nên thi đó thì được vô trường đó thôi. Và Hồ vào đó thì Hồ gặp những đứa mà Bechuski mà nó vô từ lớp 5 mà nó thi lên lớp 6, là những thằng Bechuski thật sự tụi nó học giỏi lắm. Cái chế độ Cộng sản Hà Nội họ đã giết rất nhiều nhân tài của người Việt Nam. Hồ là một người học dở nhất lớp. Sau 30 năm Hồ gặp lại nó, hai thằng đó, Hồ mua vé cho nó từ Thái Lan bay Việt Nam, bay qua Thái Lan gặp lại nhờ internet mới liên lạc được với nhau. Sau 30 năm, từ năm 81 cho tới 2011. Thì hỏi tụi bay làm gì thì nói là tụi tao đi làm uli thôi, ai mướn gì làm đó, handyman, sửa điện, sửa này sửa nọ. Thật sự những cái đầu óc đó mà được có cơ hội được qua, được đi vượt biên mà thành công, tụi nó cũng đi vượt biên thành công. Có một đứa đi tới miên giữa đường mà hết tiền phải quay về, không biết đi nữa, bị bắt bao nhiêu lần. Thì những cái đầu óc đó, những người đó mà vượt biên được qua bên đây thì họ đã học tới đâu. Trong khi đó Hồ cũng tình cờ gặp lại một đứa, vài đứa học bên Truc Ho, Lê Hồng Phong, mà bây giờ tụi nó học trường tốt nghiệp Harvard, tốt nghiệp những trường danh tiếng của Hoa Kỳ. Thật sự mấy đứa nó qua bên đây với mấy đứa còn ở lại, tụi nó học giỏi giống nhau đó. Cái vấn đề là cái hoàn cảnh đó, nó tạo ra hai hướng. Sống với một cái chế độ không có tình người, sống như một chế độ mà trả thù, trong khi những đứa vượt biên được thì mặc dù là người Hoa Kỳ, họ không phải gì dân của họ, không giúp ăn ở nuôi cho tới ngày học thành tài, học trường học giỏi thì vô trường giỏi, trong khi những cái thằng còn kẹt lại thì đời nó cũng tiêu, mà đời con nó cũng tiêu luôn. Đó là hai cái tội ác của Việt Cộng. Tội ác thứ ba là họ đã dồn bao nhiêu dân miền Nam phải đành lòng bỏ nước ra đi, chết trong rừng, chết trên biển. Ba tội ác lớn nhất của lịch sử cận đại của Việt Nam của chúng ta là từ Đảng Cộng sản Việt Nam mà ra. Thưa anh nói đến những cái tội ác anh có nói đến là xô đẩy bao nhiêu người, triệu người Việt Nam phải bỏ nước ra đi và chết trên biển cả, trên rừng sâu. Được biết cái chuyến đi của anh cũng rất là đầy những hiểm nguy và chết chóc. Anh có thể cho biết là anh plan như thế nào và cái con đường đi của anh đi qua những đâu và chuyện gì đã xảy ra? Thật sự thì còn nhỏ thì không có plan được đâu. Lúc đó năm 1981 Hồ mới có 16 tuổi. Nhưng mà đi vượt biên đường biển đã 3 lần lận. Nhưng mà vượt biên đường biển thì bị bắt. Một lần cuối cùng thì bị bắt ở Vĩnh Long, cho nên không có thành công. Sau khi cái chuyến mà đi Vĩnh Long về đó, thì ở tù ra, họ đã từng ở tù vượt biên. Không có lâu, là bởi vì ở gần tuần thôi, là bởi vì Hồ
ba hồ có bà con ở dưới quê, cho nên họ là một trong những người chủ ghe, thì họ đi với những người ban tổ chức chủ ghe, vừa ghe vừa ra tới sông thôi, chưa có đi gì hết thì đã súng nổ lên, tàu vượt biên không không đứng lại ta bắn là súng đã nổ rồi, thì hồ bị nhốt với những ông ban tổ chức người chủ ghe đó. Thì một một trong những cái kỷ niệm đáng nhớ trong đời của hồ đó, lúc đó cũng mới có 16 tuổi thôi, là sau khi mà bị hỏi tra tấn lung tung đi vượt biên này kia kia nọ, hồ hăm dọ, mặc dù lúc đó mình còn nhỏ, thì chừng 2 đêm sau đó, thì hồ nghe tiếng súng nổ nữa. Thì buổi sáng ngày hôm sau thì sau đó hồ nhớ là mấy ông công an đó bắt hồ với lại mấy cái chú bác đi trong cái ghe đó phải đi ra để mà vớt xác từ sông nó trôi về. Hồ vẫn nhớ cái cảnh đó. Hồ ở đó xong rồi ông chủ ghe ông lo lót tiền sao thì được thả về. Thì khi mà vừa về á, thì gia đình Hồ Hồ chơi thân với ông bạn tên là Trạng, giờ nó ở San Diego á. Ba nó là bác hiệp hòa. Hồi xưa nó chơi trống, Hồ chơi guitar với là keyboard trong ban nhạc. Thì bác hiệp hòa nói anh Trạng nó tới Thái Lan rồi, nó đi vượt biên đường bộ. Thì bây giờ ông chút gian cho thằng Hùng, gia đình thì gọi là Hùng không, Hùng nó đi đường bộ giống ông Trạng đi. Thì lúc đó là vừa sau Tết Việt Nam 1981, vừa sau Tết thì Hồ đi đường bộ, đường mà Trạng nó đi thành công. Thì cái con đường đi đó là do bác hiệp hòa sắp xếp trả tiền. Lúc đó gia đình Hồ có một cái đờn Yamaha 3Y30 á, cái đờn nó mắc lắm, coi nó là hiếm quý ở Việt Nam, chỉ có mấy cây ông già bán đi để lấy vàng mà trả để đi chiến vượt biên đó. Thì nó bắt đầu từ Sài Gòn thì đi xuống dưới từ Sài Gòn mình đi xuống Sài Gòn mình đi xuống dưới Châu Đốc đi xe Honda, có một người Miên mà biết nói tiếng Việt chở Hồ xuống Châu Đốc, ở đó một đêm xong rồi sáng mai rồi đi qua để mà đi tới Phnom Penh. Thì lái xe tới Nam Vang đó, ở đó một đêm nữa. Xong rồi ngày sau lên rồi đi xe lửa. Thì cái ngày sau mà đi lên xe lửa ngay chỗ này á, ngay Phnom Penh á, ra xe lửa của Nam Vang á, là Hồ đã bị bắt rồi. Vừa lên lúc đó thì mặc giả miên, mặc xà lông. Thì khi mà bị bắt trên cái chuyến tàu mà đi từ Nam Vang mà lên Siem Reap á, thì Hồ vừa bị bắt á, là cái thằng công an của Miên nó dắt Hồ đi ra cái chỗ toa đó. Thì một trong những người mà dắt Hồ đi chạy ra theo và móc vàng chung tại chỗ, đưa đưa vàng trước mặt Hồ rồi nó cho vô ngồi lại trong cái xe lửa. Rồi từ xe lửa Nam Giang đi lên Siem thì cái Siem Reap là có một cái kỷ niệm cũng không bao giờ quên, là vừa xuống Siem Reap á, thì Hồ nhớ là công an của Campuchia, đội công an mà đi xe Honda mà có một chỗ ngồi kế bên đó, mang cái băng đỏ nhiều lắm. Thì cái ông Miên ông dắt Hồ phải chạy chạy từ ga xe lửa, thì nó có nhiều cái đường xe lửa đó, mình phải chạy từ ga này chạy để mà trốn cái đám công an đó. Và trong cái đường chạy đó Hồ nhớ là Hồ thấy những cái đầu lâu, cái sọ người mà nó chốc chắc chắc ở Siem Reap năm đó. Sau này cách đây 1 năm 2 năm Hồ có trở lại Siem Reap á, thì Hồ đọc sách ở Siem Reap á, thì họ có chụp lại những cái hình mà Hồ nhớ hồi xưa Hồ có thấy qua như vậy, đó là có thiệt chứ không phải là tự nhiên mà sách nó viết như vậy. Thì sau khi trốn được cái đợt công an đó thì từ Siem Reap Hồ đi lên Bắc Tam Băng, từ Siem Reap lên Bắc Tam Băng thì đi xe đò. Thì trên xe đò đó thì ngồi nó đi đường bộ, tất nhiên là chúng ta phải đi xe đạp, xe Honda, xe lửa, xe đò, cái gì mà nó đi trên đường là gọi là đường bộ.
Thì trên xe đò đi tới Bắc Tâm Băng nó cũng nghe những anh gọi là bộ đội nói chuyện với nhau, mà phần đông á là người miền Nam, những người mà bị gửi qua Campuchia để mà đánh Campuchia, phần đông là người miền Nam. Những cái thằng mà nếu mà họ ở lại chừng 2 năm nữa thì họ phải đi tới cái tuổi nghĩa vụ quân sự. Thì họ không nhìn ra hồi là Việt Nam, tại mình giả miên đi tới Bắc Cam Băng lại ngủ đó anh em. Thì cũng có một người khác, mỗi tới mỗi vùng là có một người khác lo cho mình, không cùng một người. Thì bên tới Bắc Tăng Băng là cái người cuối cùng mà lo cho Hồ đó, không biết nói tiếng Việt nữa, chỉ nói tiếng Miên không. Ở đó ăn đêm rồi từ Bắc Tăng Băng đi bộ vô Xylophon. Thì cái con đường đi Bắc Tăng Băng mà đi bộ vô Xylophon á, cái đó nó gần biên giới. Thì cái Miên ở chỗ Hồ đi xe đạp, thì nó đứng đó, nó chỉ mình phải đi ngang qua cái chỗ đó thì có cái điểm gác của quân đội với lại lực lượng của lính Campuchia, cộng sản Campuchia thời đó. Thì nó lái sạp qua trước, thì Hồ đi qua sau, thì cái chỗ đó là nó chắc giấy tờ. Thì Hồ cũng cắm đầu đi đại thôi, cứ lầm lũi đọc kinh cầu nguyện đi qua. Thì sao tự nhiên mình đi ngang qua, không thấy nó gọi gì mình hết trơn á. Nó làm khó dễ gì trơn, nó cũng chẳng hỏi giấy tờ chứ, không biết cái thằng Miên nó có trả tiền trước cho tụi nó không. Mà khi mình đi qua thì nó không có làm phiền mình gì hết. Thì vừa qua không thì thằng Miên nó đợi sẵn, nó cho lên chiếc xe đạp nó chở đi. Thì cái từ cái xylophone á, Hồ mới đi xylophone chỗ này là bắt đầu đi đường xe đạp vô. Thì tí cái đường xe đạp vô đây á, là đi cái đường rừng. Thì cái thằng cha người Miên đó, chả có đưa mình tiền Miên á, mình ngồi đằng sau. Trên cái đường rừng đó, hai bên rừng á, thì có cái đường nhỏ. Thì xung hai bên đường là có mấy cậu thiếu niên chừng 14, 15, 13, 16, 17, cầm súng AK, cầm B40. Thì người chạy trước thì thảy tiền, người chạy sau thảy tiền, thì hồi sau có chí. Cứ chạy tới đâu rồi nó kêu thảy tiền là mình thảy tiền tới đó. Tiền nó lướt bên đường để cho mấy người nó lấy. Sao có vô tới đó thì ngay cái chỗ xylophone này, vô tới đó nó cũng có cái chợ trời. Nó có cái chợ trời thật là lớn. Thì cái chợ trời đó nó lớn kinh khủng luôn. Nó bán đồ quần áo thun, rồi mấy cái máy cassette thời xưa mà bự thật bự của hiệu Sharp này, cái nọ nó bự như vậy nè. Phát nhạc Boney M, rồi APA, rồi BG, thời đó 81. Thì cái thằng cha Miên đó chả kêu Hồ tới một cái chỗ chụp hình. Thì lúc đó mình cũng không hiểu, chả nói cái gì nữa, mình cứ đi theo thôi. Thì đi theo thì thấy mình chụp hình. Chụp hình xong thì chả lấy cái tấm hình của mình ra đó. Chả kêu mình ký. Thì mình cũng ký. Cái đó là cái bằng chứng để nói là tới... Điều viên tới rồi thì nhà Hồ mới trả cái phần còn lại. Mình đưa trước 50% thôi. Thời gian nó quá lâu rồi, Hồ không biết 8 đường vàng hay là 4 đường vàng gì Hồ quên rồi. Nhưng đó là một cả một cái gia tài của gia đình của ông già bà già có. Thì khi mà ký xong cái tờ giấy mà ở đằng sau cũng cái chụp hình á, thì không thấy ông Miên đó nữa. Thì Hồ đang bơ vơ đứng nhìn gì đó, tự nhiên gặp một cái thằng Việt Nam, nó tên là Linh. Sau này mới biết nó tên là Linh, lúc đó cũng không biết nó là ai nữa. Nó khóc. Hỏi, ủa mà Việt Nam mày đứng đây mày khóc nó làm cái gì? Nói, tao bị bỏ rồi, tao đi vượt biên đường bộ, tao bị bỏ rồi. Cái này chưa phải là Thái, cái này là Miên. Thì lúc đó mình mới biết là, mình tưởng cái chợ trời đó là đã tới Thái rồi, nó mới đi như vậy. Thì hai thằng ngồi bơ vơ, hai thằng suy nghĩ không biết tính đường về, tính đường đi, mà thấy cái đường về thì nó xa quá. Mình đã từng đi qua cái đường đi rồi, mình biết trở về là chỉ có nước chết. Còn nhìn bên kia hướng kia núi thì mình thấy cái xylophone á, với lại cái thằng Thái Lan nó gần lắm. Nó chỉ có một cách cái núi à,
từ đây nè, vô đây nè, là qua cái dãy núi này là mình tới tới Thái rồi. Cho nên hai thằng đang quyết định là đi tiếp, mà chưa biết đường đi như thế nào, chỉ biết cái hướng núi đó là hướng Thái thôi. Thì có một người Việt gốc Hoa, bà mới nói thấy, bà tới bà nói tội nghiệp hai đứa con quá, tụi con bị bỏ phải không? Bà nói là tụi con còn tiền không, bác chỉ đường cho tụi con đi. Thì thằng Linh nó nói con bị tụi cộng sản nó lột từ đường qua biên giới Việt Nam rồi, hết mấy chỉ vàng rồi. Thì lúc đó Truc Ho còn một giống như cái cà rá này nè, bà già bà bẻ ra, bà khâu lại trong cái quần lót á, bẻ ra khâu lại trong quần lót á. Cái hồi mới lấy ra rồi đưa cho cái cô người Việt gốc Hoa đó. Thì cô đó nói đứng đây đợi tới chiều đi rồi sẽ có người dắt con đi. Thì tới cả khoảng chiều xuống, gọi là cái mặt trời xuống, trời bắt đầu sập tối. Thì có một thằng nhỏ, nó có khoảng chừng 13 tuổi, nó người Miên, nó là người hướng dẫn đường đi. Thì đi với một nhóm có khoảng chừng 10 người, mười mấy người gì đó, không có nhớ rõ, nhưng mà cũng không có đông lắm đâu, chừng có khoảng chừng 10 người tới 15 người là hết. Thì có Hồ với lại thằng Linh là người Việt Nam thôi, còn tất cả những người còn lại là những người Miên mà họ đi vượt biên qua bên Thái, họ buôn lậu, họ mua đồ bên Thái xong họ mang về cái chợ trời đó họ bán. Sau này mình mới biết chứ lúc đó mình không biết. Thì có con đường xylophone đó đi vô cái Arafe này nè, cái chỗ này. Trong cái đêm tối đó, từ buổi tối chiều vừa xuống đó, là tụi nguyên cái phái đoàn bắt đầu đi, nguyên cái nhóm đi. Đi được một chút xíu đó, thì nguyên nhóm bị cướp trong cái rừng đó. Cái rừng đó là cái chỗ mà miền tất cả những người thổ phỉ, những nhóm nông sinh gọi là Khmer Đỏ, cộng sản, tất cả mọi cái chỗ này là no man land, là không có một quyền kiểm soát của bất cứ lực lượng nào hết. Thì cái cậu bé 13 tuổi này là dân chuyên nghiệp professional. Cậu dắt mình đi để mà né bom, né mìn. Nhưng mà không né được thổ phỉ thì vẫn bị cướp. Cướp lần thứ nhất. Cô không phải là cướp nữa mà nó giống như là nó quen rồi, nó tới nó lấy tiền. Mấy cái người mà buôn lậu phải trả tiền cho nó. Rồi nó cho hai cầm súng đi theo AK. Thì hai cầm súng đi theo cái phái đoàn nhỏ đó nữa, đi nữa thì từ một cái tự nhiên mình nghe tiếng lên súng có con cọp va chạm với nhau. Thì là một cái nhóm khác nữa nó cướp với hai cái thằng đó nữa, tước súng ăn đó. Thì Hồ và thằng bạn và tất cả mọi người lần này nó khó hơn. Cái nhóm, cái người mà bắt lần này khó hơn cái nhóm lần trước. Nó bắt mọi người đứng theo thứ tự từ Tây qua đây nè. Thì Hồ đứng đây và thằng bạn Linh Hồ đứng cuối cùng. Thì nó xét đã rồi tới Hồ. Thì khi mà đi vượt biên á, thì mẹ Hồ có để cái sâu chuỗi nước mẹ trong cái bóp á. Hồ nhớ hoài. Thì cái thằng đó nó cầm cái sâu chuỗi nước mẹ, nó nói cái gì đó thì mình không biết tiếng Miên, mình đâu biết đường trả lời, mình cứ đứng mình ngó nó thôi. Cái lần thứ hai nó nói gì nữa mình cũng không biết gì nữa để mà mình trả lời. Lần thứ ba là nó lên súng và nó bắt đầu nó nạt. Thì lúc đó tự nhiên mình nói cái gì đó mà có thể mà nó hiểu, rồi nó lấy cái sâu chuỗi nó vô. Xong rồi cả đám bỏ đi hết. Và nó cũng không hỏi luôn cái thằng bạn của Hồ luôn, thằng Linh. Sau này vô trại tị nạn nó mới kể lại, nói tao lúc đó tao nghe mày nói tiếng Miên, tao muốn té đá luôn, tao nói chết rồi, chắc chết rồi. Nhưng mà cái đó là cái lần coi như là sau này Hồ ngồi Hồ nghĩ lại á. Đức mẹ muốn ngồi sống. Đó.
gọi là phép lạ. Và sau đó tụi Hồ đi tiếp. Thì cái thằng nhóc này á, nó giỏi lắm. Nó đi rồi nó để cái tay dưới đất á, nó nghe. Rồi nó biết chỗ nào dừng lại để có suối để mình uống nước. Mặc dù cái nước nó rất là dơ nhưng mà uống đại đó. Cái thằng nhóc 13 tuổi nó dắt đường rất là giỏi. Thì mình cũng bắt chước nó. Nó kêu mình nằm thì mình nằm, nó kêu mình ngồi thì mình ngồi, nó kêu mình đi thì mình đi. Khi mà bắt đầu nó để cái lỗ tai nó nghe dưới đất, mình cũng bắt chước nó, mình nghe nghe coi có thấy gì không. Thì lúc đó cũng gần sáng rồi. Sau khi đi dài như vậy không bị cướp nữa, thì cái lần này á, để tai nghe thì nghe cái tiếng rền của cái chiếc xe cam nhông á. Thì nó bắt mọi người nằm xuống, thì cả đám nằm xuống. Trời mà hơi bừng sáng chút á, thì lúc đó mình mới biết tại sao nó kêu mình nằm xuống. Mình nhìn qua đó mình thấy hai hàng rào kẽm gai nè, ở giữa là đường xi măng, bên kia có một cái chòi cao, ở trên đó có cái đèn mà nó quẹt tới quẹt lui. Đó là biên giới giữa Miên và Thái ha. Thì mình thấy xe cam nhung chạy ngang qua chạy ngang lại, mà thằng này nó cũng nằm đó, cả đám cũng nằm đó. Đùng một cái cả đám chạy, thì cũng chạy theo nó luôn. Tất nhiên là chạy qua cái hàng rào đó, rồi chạy ngang qua cái đường xi măng đó, rồi chạy qua cái hàng rào bên kia. Thì Hồ với bạn Hồ cũng làm y chang như mấy người đó. Thì vừa vào đó một chút xíu á, là mình thấy những cái người mà đi theo với mình hồi nãy giờ á, là có người tiếp đón và thay trao đổi, một người thì lấy hàng, người thì lấy tiền. Thì lúc đó mình mới biết là à, thì những người mấy người này là người Miên mua qua buôn bán này kia nọ. Còn Hồ với bạn Hồ thì không có, thằng bạn mới quen thì cũng chẳng có biết ai gì để mà nói, cũng đâu có buôn bán gì. Thì đùng một cái là có người chở đi liền. Mình không nói được tiếng Miên, là có người chở đi liền. Tại thời đó là Việt Cộng với lại Thái cũng đang căng thẳng về vấn đề biên giới, và đánh Cộng sản có đánh qua Thái Lan vô mấy cây số nữa. Cho nên họ và những người mà miền Nam mà đi nghĩa vụ quân sự á, họ trốn rất nhiều để đi qua Thái. Sau này rồi mới biết chứ lúc đó không biết. Thì được chở đi tới cái chỗ nó gọi là cái trại Khao Ai Đăng. Trại Khao Ai Đăng nó nằm ngay cái biên giới Thái, là cái cụ dùng này, nằm cái dùng khu này. Trại rất là lớn, mấy trăm ngàn người Miên ở đó. Là bởi vì thời đó ông Sihanouk ổng kêu gọi người Miên đừng có đi tị nạn nước thứ ba, tại vì nước ổng bị giết nhiều quá. Thì họ bị nhốt ở đó. Thì lần đầu tiên thì vô đó thì sáng sớm gặp một ông trung tá người Thái. Ông nói tiếng Việt. Ông nói mấy con qua đây làm cái gì. Thì mình nói đi vượt biên. Thì hỏi có phải là bộ đội không. Mẹ nói dạ không, con mới có 16 tuổi à. Có thân nhân gì ở nước ngoài không. Dạ con có người bà con ở đây có địa chỉ. Thì thằng bạn ngồi nó nói à, tôi có người ba tôi ở bên Đài Loan. Ba nó ở Đài Loan. Thì sau khi mà ổng nói chuyện mà ổng cũng lịch sự lắm chứ không có kiểu mà la gì hết. Thì ổng mới gửi mình vô cái trại Khao Ai Đăng. Thì vô đó họ bị nhốt mấy ngày vì tội xâm phạm biên giới bất hợp pháp. Ở trong đó có 5-6 người Việt Nam ở đó đã bị nhốt chứ, bị cạo đầu. Nhưng mà hên quá, Hồ với Linh hai thằng dưới 18 tuổi cho nên không bị cào đầu. Ở đó mấy ngày thì họ cho xe chở đi. Thì hai thằng chở đi. Cái mấy ngày ở tù ở Thái cũng là những kỷ niệm khó quên trong đời. Rồi sau đó họ cho xe chở đi thì đi ngược lại con đường mình đã đi qua. Thì cái thằng bạn của nó chết cha nó chở mình đi bắn. Nhưng mà không, nó chở tới Hồng Thập Tự Quốc Tế. Nó trở về lại cái gần biên giới Cellphone. Ở đó nó có một cái trại NW9 mà do Hồng Thập Tự Quốc Tế họ dựng lên. Họ giữ những người mà lạc hướng không có quốc gia. Thì họ vô làm giấy tờ và nó cho một cái nó cho một con số, nó chụp hình đồ. Cái hình đó hồi tới giờ này hồi vẫn còn giữ. Cái hình đó để mình biết con số tên của mình và con số mình đuổi mà có chết thì Hồng Thập Tự biết mình là ai. Hả?
Đây là một cái tấm mình mà lúc nào cũng bỏ trong cái bóp của Hậu á, bởi vì suốt đời là một người tị nạn, không bao giờ quên. Đây là một cái lúc đó là tháng 3 năm 1981. Rồi Hậu ở đó, Hậu làm giấy tờ xong thì đang trên đường đi nhận đồ, một cái lon mũ để ăn cơm, thì tự nhiên đang đi nhận cái chỗ ở mình á, thì tự nhiên thấy thằng nghe cái giọng la hung hung hung, nhìn lên thì thấy bạn mình thằng Trạng nó ngồi ở trong một cái liều của nó. Hai thằng mừng quá, mình thì tưởng nó chết, tại vì mình đi như vậy thì chắc mấy người này nó lường gạt, nó lấy tiền rồi. Hên quá, nó đi được, nó không có chết. Rồi thay vì ở phải ở cái khu, cái lô mà trút lút gần cái chỗ mà cầu tiêu á, thì dọn về ở với nó luôn. Sướng quá. Nó có sẵn ở trên, có chiếu, rồi có chỗ ở, sướng. Mà nó không có bị bắt cho nên nó còn tiền. Nó có vàng bán ra để mà mua muối, rồi mua dầu để ăn ở trong cái thời gian ở trại Endip Junai. Mà Hồ may mắn là tại vì Endip Junai thường thường là ở rất là lâu, đường bộ là lâu lắm. Có một khu riêng cho những người bộ đội, là những người mà đi đánh ở bên Campuchia mà vượt biên á, thì họ cũng ở chung trại nhưng mà khu họ riêng. Còn khu những người như Hồ thì bên này. Mà cái trại đó họ bị cộng sản đánh mấy lần rồi, muốn dẹp rồi. Có một lần họ, những người ở trại Endip Junai họ kể là phải chạy qua bên Thái luôn, rồi mới về lại và dựng lại trại. Và Hồ gặp lại một trong những thằng bạn của Hồ bên chữ ký nữa, mà bây giờ nó qua bên đây, nó ở Mỹ, nó cũng thành công lắm, lớn lắm, nó cũng là một ông chủ một cái hãng khoan dầu ở Long Beach nè. Thằng đó giờ nó cũng thành công lắm, nó cũng Endip Junai luôn, nó cũng bên chữ ký luôn đó. Thì hỏi nó mày ở đây lâu chưa, nó tao ở đây cũng gần, tao là ngày dựng, tao là thằng dựng lên cái trại này từ cái thời còn cái liều, mà giờ thành cái trại rồi đó, tao là thằng đó đó. Mày là mồ côi mà tại sao mày ở lâu gì? Không phải, tao xui lắm, tao đi với ông anh tao, tao khai ổng là ông anh. Ông anh vợ nữa mới chết chứ, ông anh bà con gì đó không biết nữa, tình ra tao bị dính vô luôn, tao không được gọi là mồ côi. Cho nên Hồ đi trước nó. Mấy người mồ côi được gọi là thời gian đó em lúc vô nay họ quyết định rồi dẹp trại bởi vì không có an toàn nữa. Thì Hồ ở đó chỉ có 3 tháng à, người ta ở đó lâu lắm. Phần đông là phải ít nhất là phải trên 5 là chỉ để lúc đó là chưa phải là người tị nạn, chưa phải, lúc đó là Hồng Thập Tự họ giữ lại như một người vô quốc gia thôi, nó gọi là stateless. Thì sau đó họ được chuyển vô Thái Lan là chạy Banatikom. Banatikom nó nằm gần gần đâu đây nè, ngay chỗ mà Afrat đi lên chút xíu là nó là Banatikom á. Thì đó là một cái transit center, tất cả các trại đều dồn về đó trước khi đi Mỹ. Thì chạy Songkla, chạy Liêm Sinh, chạy đường biển, chạy rồi CQ, chạy gì cũng vô đó để mà chuẩn bị. Có người thì phải gửi qua bên Philippines để học tiếng Anh, có người này kia nọ. Còn trường hợp của họ là trường hợp minor, trường hợp mồ côi dưới tuổi vị thành niên thì tương đối dễ hơn. Thì vào đó họ mới quen được một cái gia đình người Lào đó, cũng không biết tiếng Lào nhưng mà họ thấy họ chỉ có cái quần, cái xà lỏng thôi à, cái xà lông thôi, không có quần gì hết trơn. Cái hai vợ chồng Lào đó thấy Hồ tội nghiệp quá, cho Hồ hai cái quần với là hai cái áo thun, mà quần sọt đàng hoàng đó. Cái hành động đó của hai người đó làm cho Hồ viết cái bài Tình Yêu Tình Người sau này á. Đó là những cái kinh nghiệm mà mình biết được con người không phải cần phải là cùng người của nước mình đâu, nhưng mà họ vẫn có một cái gì đó, họ con người họ nó có cái gì, cái họ muốn làm việc tốt họ cho mình đó. Và cũng qua đó Hồ hiểu được cái những người vượt biên đường biển luôn, những gia đình mà vượt biên đường biển kể những cái câu chuyện có thật. Thì những gì mình trải qua, mình so với những người đi đường biển, mình cảm thấy mình may mắn quá. Cho nên những cái gì mà Hồ trải qua sau đó được đi qua Hoa Kỳ, bởi vì Hồ là diện mồ côi, Hồ đi nhanh lắm. Hồ đi vượt biên tháng 3 mà tới Hoa Kỳ tháng 8, vừa nghỉ được chút xíu là đi vô học trung học á. Thì đó là cái chuyến mà vượt biên mà chắc có lẽ tới ngày chết cũng không quên. Thưa anh, thì ban nãy anh có nói đến những người mà stateless,
hình như là cái hôm nay là so với cái chuyến năm 81 của anh, tôi bây giờ cũng gần hơn 30 năm rồi. Và tôi cũng được biết là anh cũng có những cái hoạt động giúp những người stateless đang ở Thái Lan. Thì như vậy là cái lịch sử đi dài như thế mà Việt Nam mình vẫn còn những người stateless ở cái vùng đó, anh biết cái gì anh có thể chia sẻ không? Thật sự thì hồi là một người vượt biên cho nên sau này còn vấn đề mà đuổi người vượt biên gọi là đi về lại nước á, thì hồi với anh Trầm Tư Tiên có làm bài bên em đang có ta với một bàn tay để gọi là kêu gọi gây quỹ để xây cái làng Việt Nam bên Phi, cái thời đó mà gọi là cưỡng bức người tị nạn á. Và cũng có nhiều cái đóng góp cho những người tị nạn, tại vì mình cũng là người tị nạn. Nhưng mà gần đây á, thì cái vượt biên nó vẫn còn chứ không phải không. Gần đây là chứ chính quyền cộng sản là những người mà khác bị gọi là đàn áp về vấn đề tôn giáo, những người tin lành, những người ở trên dân thiểu số, họ cũng bị đàn áp dã man cho họ phải chạy qua bên Miên, rồi từ Miên rồi ở bên Thái. Thì cái đó là có một số người mà chuyên về cái đó như là Trịnh Hội rồi này kia, họ cũng đang làm để giúp. Nhưng mà thật sự giúp cỡ nào nó cũng chẳng còn trường hợp đó thôi. Cái vấn đề là người Việt Nam của chúng ta phải đoàn kết lại để mà tranh đấu cái thay đổi cái đời sống, cái quyền căn bản của con người ngay tại Việt Nam. Cái đất nước Việt Nam, những nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam họ phải hiểu rằng họ đang là một thành viên trong Liên Hợp Quốc. Họ muốn là một thành viên của WTO, họ muốn gọi là làm việc với những quốc gia văn minh trên thế giới, thì họ phải có một cái tiến bộ cụ thể về vấn đề căn bản con người, về vấn đề mà human rights, nhân quyền trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà Liên Hợp Quốc đã công nhận. Nếu mà chính quyền cộng sản mà thay đổi được cái đó thì những cái tệ nạn như mà đàn áp tôn giáo nó sẽ không còn, thì những cái sự bất công nó không còn, và không còn bắt người một cách mà vô lý như trường hợp của anh nhạc sĩ Việt Khang hay là của anh blogger Điếu Cày. Những người chỉ nói đến sự thật mà phải bị ở tù, những người yêu nước mà ở tù. Chứ một cái chính quyền như vậy, thật sự từ cái ngày mà Hồ đi vượt biên cho tới cái ngày mà Hồ ngồi ở đây nói chuyện, cái chính quyền cộng sản, cái gốc không có thay đổi. Cái gốc vẫn là tội ác và độc tài. Thưa anh thì cảm ơn anh sang đến đất Hoa Kỳ này, vì sao anh lại quyết định đi tiếp tục cái nghề sáng tác nhạc và làm nhạc của mình? Thật sự thì từ nhỏ đến lớn Hồ không có ý định trở thành một người nhạc sáng tác. Hồ chỉ là một người thích chơi nhạc thôi. Trong đời Hồ thích nhất là chơi nhạc và đá banh. Đá banh thì tới lớp 11 thì bị gãy tay cho nên không đá nữa. Lớp 10 gãy tay không đá nữa. Nhưng mà chơi nhạc thì vẫn chơi từ nhỏ, học nhạc từ nhỏ cho nên mê. Mà ở Việt Nam thì không được học nhạc, chỉ chơi những nhạc chuyên truyền, không có thích, cho nên muốn đi vượt biên để học nhạc, cho nên qua đây muốn học nhạc thôi, chứ không muốn trở thành một người nhạc sĩ sáng tác. Còn chỉ muốn học nhạc jazz, nhạc classical hay là học viết nhạc phim. Nhưng mà đời sống nó đưa đẩy rồi, mình đọc những cái bài thơ, mình tìm hiểu văn hóa của người Việt Nam Cộng Hòa mình trước 75. Thì sao Việt Nam, sau ngày 1975, văn hóa đó Hồ không có hấp dẫn được Hồ. Nó chỉ là tuyên truyền cái gì cũng bác và đảng, rồi này cái nọ, nó không có hấp dẫn, nó không có gì gọi là hay hết. Qua đây mình đi tìm sách của 1975 mình đọc thì mình mới biết được những nhà thơ hay, Nguyên Xa, Du Tử Lê, Nguyễn Tất Nhiên, nhiều vũ đình chương nhiều lắm, dài văn chương, tất nhiên là có cơ hội qua Mỹ Hồ mới học được cái nền văn hóa Việt Nam Cộng Hòa. Đối với Hồ, cái thời gian 20 mấy năm nó tuy ngắn ngủi nhưng đó là một cái thời gian phát triển mạnh nhất về vấn đề văn hóa của lịch sử cận đại của người Việt Nam của chúng ta, từ thơ văn và tới nhạc. Nhờ những người lính Việt Nam Cộng Hòa họ bảo vệ 20 mấy năm đó mà chúng ta hiện nay có một cái gia tàng văn hóa tính cách nhân bản. Ngay cả sau này những ca sĩ nổi tiếng trong nước mà ở trong nước mà họ cũng gọi là có những cái thái độ mà có phải nịnh bợ chế độ rồi để đồn viên rồi để mà dễ dàng nổi tiếng để lăng xê, họ cũng hát những bài nhạc lính không mà. Nhờ những nhà mà họ, nếu mà họ không hát những bài nhạc lính thì họ cũng hát những nhạc tình lãng mạn trước 75 không. Nhờ vậy mà họ mới nổi tiếng.
Chứ nếu mà họ ca bài nhạc đỏ chẳng hạn như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng thì họ đâu có được nổi tiếng, chị thấy không? Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là cái sự hy sinh của những người nằm xuống để có một cái miền Nam tự do đó, nó có giá trị muôn đời. Cái văn hóa nó không có chết, văn hóa vẫn còn đỏ, và nhờ vậy Hồ mới có khả năng viết tiếng Việt như ngày hôm nay. Nhờ những người đó, những người đã nằm xuống, cho những người có cái cơ hội sáng tác. Cái Việt Nam Cộng Hòa họ theo một cái chế độ mà người dân họ được quyền sáng tác. Ngay cả những người viết trái lại, chống lại chính phủ và có những cái không tốt cho cái chính phủ, nhạc viết nhạc phản chiến, chế độ Việt Nam Cộng Hòa vẫn cho họ viết. Trong khi bên kia bờ chiến tuyến thì những người thật là tài như ông Văn Cao, ông cũng không viết được bài nào nữa. Cái xã hội, cái chế độ đã tạo ra cái tự do để người ta viết lên cái gì mà người ta cảm tình của người ta, cái hồn của người ta. Cái văn hóa nó dồi dào lắm. Cái văn hóa của người Việt Nam, Việt Cộng Hòa đó, bây giờ có thể nói là nó văn hóa chung của người Việt Nam cả nước. Cái giai đoạn đó, nó là giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất về thơ, văn, nhạc và ngay cả phim. Phim của trước 75 mình thời gian đó đã từng đi tham gia dự đại hội điện ảnh ở vùng Đông Nam Á. Còn bây giờ thì cái gì văn hóa mình nó cũng tuột hết. Nhờ cái nền văn hóa đó, Truc Ho hôm nay mới là Truc Ho. Không có nền văn hóa đó, chắc chắn không có là Truc Ho của ngày hôm nay. Thưa anh thì anh có cái, anh đi vào cái âm nhạc và tạo nên cái sân khấu Asia. Hôm nay sân khấu đó đã làm được tới hơn 70 cuốn DVD, 70 cuốn video và mấy trăm CD gì đó. Khởi đầu là từ nhạc sĩ Anh Bằng đã sáng lập cách đây 32 năm về trước. Cái đó là định mệnh. Thật sự hồi chỉ muốn học nhạc, đi chơi nhạc jazz, chơi nhạc classic hoặc là viết nhạc phim, không có muốn trở thành người sáng tác ca khúc. Nhưng mà khi mà qua bên Mỹ học trung học một năm thì cái tuổi của Hồ nó lỡ làng. Cho nên tới 18 tuổi thì Hồ ra riêng, Hồ ở, Hồ không ở chung với gia đình bảo trợ nữa. Thì đâu có tiền đâu mà sống. Cho nên Hồ bỏ trung học, Hồ vào Community College, đại học cộng đồng. Xứ Mỹ này nó có cái hay á, là nó cho mình có cơ hội. Đại học cộng đồng cho tiền mình đi học, cho mình mượn loan đi học. Rồi sau khi một thời gian mình học ở đại học cộng đồng, mình đủ lớp rồi á, thì mình có thể gọi là chuyển trường lên University. Thì nó có một cái cơ hội, nó cho những cái người lỡ làng như Truc Ho, không biết tiếng Anh, không biết gì hết, có cơ hội làm lại từ đầu. Thì nhờ vậy Hồ mới đi học được. Và trong cái thời gian học Gold West College á, thì Hồ cũng quen được với cô bạn gái, giờ là bà xã, là Diệu Quyên. Thì lúc đó Hồ cũng đang phân vân là cũng không biết nên đi qua Boston học không. Tại vì bên Boston có một cái trường dạy nhạc rất là nổi tiếng, và chọn trường cao sắc Long Beach thì ở đây. Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, thấy mình ăn đồ Mỹ không được, cho nên thôi chọn trường cao sắc Long Beach, để chọn lên trường cao sắc Long Beach. Mà Hồ thì Hồ rất thích nhạc Carpenter, mà Carpenter là bác nhạc đó là học từ trường cao sắc Long Beach. Cho nên Hồ chọn cao sắc Long Beach để Hồ học. Và bởi vì chọn ở với cộng đồng người Việt Nam, qua có một mình cho phải đi chơi nhạc phòng trà, cho nên Hồ chơi nhạc Việt Nam nhiều, Hồ biết nhạc Việt Nam. Và Hồ thích bài Chúc Đào của nhạc sĩ Anh Bằng, phổ thơ từ nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên. Từ đó Hồ mới bắt đầu Hồ mê thơ của những ông nhà thơ, rồi tìm họ đọc. Rồi nó mình đọc quá nhiều, hầu như là thơ của ông nào cũng đọc hết, ngay cả những văn xuôi của Bình Nguyên Lộc Hồ cũng đọc. Hồ tìm hết tất cả những gì mà về Việt Nam Cộng Hòa của mình, văn hóa Hồ đọc, để mình trao dồi cái kiến thức tiếng Việt của mình. Cho nên từ đó mình mới biết được cái kinh nghiệm lại của mình. Đời sống của Truc Ho nó cũng hơi gian truân. Những năm đầu qua Mỹ thì làm cu ly, làm rửa bàn, rửa pizza, làm đủ thứ nghề hết. Cũng có lúc nhục lắm.
nhưng mà mình cũng vui là bởi vì mình sống trong cái thứ tự do, mình được đi học những gì mình thích đó. Rồi từ dần dần rồi quen tới người này, quen tới người kia chơi nhạc, rồi gặp nhà Trần Ngọc Sơn là con của nhạc sĩ Anh Bằng rủ về thấu băng, rồi từ từ đó quen trong cái cộng đồng, rồi dính tới cộng đồng tới ngày hôm nay luôn. Chứ nếu mà Hồ chọn đi qua Boston để Hồ học thì chắc có lẽ là giờ này Hồ đang chơi một ban nhạc jazz nào đó, hay là đang làm nhạc phim cho một cái công ty nào đó. Đời sống nó sẽ thay đổi, nó sẽ không phải là một nhạc sĩ Truc Ho sáng tác ca khúc cho cộng đồng Việt Nam nữa, mà có thể là chỉ làm nhạc sĩ cho trong cái đất nước mà Hoa Kỳ mình đang ở thôi. Thưa anh, thì qua cái sự diễn tả của anh và cái thực tế ngày hôm nay đó, chúng ta thấy là cái văn hóa của miền Nam đó nó đã từng bị sát hại, cũng như những văn nghệ sĩ miền Nam đột hết. Dạ, thế nhưng hình như là nó đã chiến thắng. Anh cũng có nói là ca sĩ, nhạc sĩ ở Việt Nam bây giờ mà hát như có Bác Hồ thì là không có nổi tiếng. Bây giờ cứ thấy có ca sĩ Việt Nam trong nước nào mà ca nhạc đỏ đâu. Dạ. Mà tất cả những ca sĩ mà nổi tiếng trong nước bây giờ đều ca nhạc vàng. Những bài nhạc mà của người miền Nam mà không có những người lính nằm xuống thì làm gì có mấy bài nhạc đó. Yeah. Thưa anh, thì chúng ta thấy cái nền văn hóa đó nó chiến thắng, nó đang có cái dấu hiệu thì lâu rồi, nhưng mà bây giờ đang trên chiến thắng, nó đã được giải phóng thực sự. Thì bây giờ muốn nói đến cái con người mà có cái nền văn hóa đó, hình như vẫn chưa được giải thoát, chưa bao giờ. Việt Nam mình hiện giờ đang sống trong một cái sự suy đồi của đạo đức trên mọi vấn đề. Cái đó là cái cốt lõi của một cái chủ nghĩa cộng sản. Người dân Việt Nam mà muốn trở lại người dân của trước 75 á, cái nền văn minh á, bây giờ nếu mà chị cứ nhìn lại Sài Gòn trước 75 á, mỗi lần mà Hồ nhìn những cái tấm hình trước 75 á, Hồ tiếc lắm. Bây giờ mình nhìn cái Sài Gòn, cái Sài Gòn trước 75, từ cách ăn mặc cho tới đường xá, nó khác nhau một trời một vực. Trước 75 người mình nó văn minh lắm. Bây giờ cái chế độ đó sau bao nhiêu năm, 30 mấy năm xâm chiếm miền Nam, có xây những cái hotel bự hơn thiệt, nhưng mà nó không có đâu ra đó. Nó lung tung lắm, nó nhiễu nhương lắm, coi như là nó loạn lắm. Thì cái những cái sự mà muốn thay đổi cả một cái con người đó là cần cái sự đóng góp của nhiều người. Thứ nhất là từ những nhà lãnh đạo tôn giáo ở trong nước, những nhà lãnh đạo tôn giáo, những cái người lãnh đạo tôn giáo bên Phật giáo cũng như là bên Thiên Chúa giáo, họ phải gần với những người dân để hướng thiện. Và cái quan trọng hơn hết là người dân từ cái hướng thiện đó họ mới biết được cái nào là cái xấu cái ác, để mà họ đòi hỏi những gì họ có. Và nhất người Việt ở Nam ở hải ngoại phải cùng nhau đoàn kết mang những cái sự thật cho tất cả quốc gia trên thế giới đang sống biết là Cộng sản Việt Nam đã đối xử với người dân như thế nào, và đã làm nô lệ cho Trung Cộng bán Hoàng Sa, Trường Sa, Hải Nam Hoa như thế nào. Đó là cái tội ác thứ tư của Cộng sản, bán đất dân biển. Người Việt Nam của chúng ta cần rất nhiều người, từ những nhà lãnh đạo tinh thần cho tới người Việt Nam yêu nước tị nạn, cùng nhau đoàn kết lại tạo một cái áp lực tới những quốc gia, những cái hội đoàn cơ sở, cơ quan của chính phủ mỗi nơi mình ở, để mà thay đổi cái gốc. Thứ nhất là người dân Việt Nam phải đầu tiên, cái chuyện mà chúng ta muốn thay đổi được cái bản chất của con người á, thì đầu tiên là cái chế độ cộng sản họ phải công nhận cái quyền căn bản của làm người mà Liên Hiệp Quốc trong công nhận, mà Thượng Đế đã ban cho tất cả mọi người trên thế gian này. Từ cái quyền căn bản làm người, họ mới có quyền họ nói lên những gì họ không thích, rồi nói công này không đúng. Chứ đâu phải là công an ông đánh người chết thì chỉ ở tù tam giam đại từng 1-2 tháng, 1-2 năm. Còn người yêu nước thì bắt lén như kiểu Việt Khang, hay là anh Điếu Cày thì bắt mà không xử, rồi xử thì chơi 10 mấy năm. Người yêu nước thì ở tù. Cái chuyện đó gốc gỏi là ở cái chế độ. Nói đơn giản là chúng ta phải thay đổi cộng sản. Nước Việt Nam không thể nào theo chủ nghĩa cộng sản mà tiến được. Chúng ta nhìn Cuba, chúng ta nhìn Bắc Hàn, sự thật đã chứng minh rõ ràng chủ nghĩa cộng sản là tội ác.
À, và chính ngay những nhà lãnh đạo của Cộng sản Liên Xô sau này cũng phải nói họ cũng phải bỏ Cộng sản, bởi vì chủ nghĩa Cộng sản nó không phải là một chủ nghĩa dựa trên tình yêu. Chủ nghĩa Cộng sản, sau khi mà Hồ đi vượt biên, Hồ nghiên cứu chủ nghĩa Cộng sản, Hồ đọc về Lenin, chủ nghĩa Cộng sản là dựa vào bạo động, bạo động, bạo động và bạo động. Ông Lenin ông đã nói violence, violence and violence. Cho nên bên tôn giáo là ánh sáng, bên cộng sản là bóng tối, một bên chính, một bên tà. Nếu người Việt Nam lãnh đạo của chúng ta vì muốn giữ quyền năng của mình, quyền lực của mình để làm nô lệ cho Trung Cộng, theo chủ nghĩa cộng sản, thì chúng ta chỉ đi vào ngõ tối. Còn nếu mà chúng ta can đảm lên cùng nhau nhìn về hướng thiện những nhà lãnh đạo tôn giáo, và tất cả những người Việt Nam đã hưởng được cái sự tự do ở xứ mình ở, cùng nhau hướng người dân mình đi vào hướng thiện, thì chắc chắn sẽ có một ngày nào đó người Việt Nam của chúng ta được quyền sống như một con người. Trước 75 miền Nam Cộng Hòa không có thua gì Đại Hàn, là Nam Hàn bây giờ. Còn sau mấy chục năm thống nhất chúng ta thua nước Nam Hàn xa lắc. Nói một cái đơn giản, một ông mồ côi được bút, được mang một sơ mang qua Đức, bây giờ thành phó thủ tướng Đức. Còn bao nhiêu người kẹt lại ở cái xã hội mà không được tôn trọng bình đẳng thì làm cái gì? Làm củ ly. Đó là sự thật. Không ai chối cãi được sự thật. Thưa anh trong cuộc sống của anh cho tới ngày hôm nay có cái gì làm cho anh cảm thấy hối tiếc không anh? Đời thì có nhiều cái cũng có hối tiếc chứ. Nhưng mà Hồi đã viết hết cái cảm nghĩ của cuộc đời của Hồ khi mà sau khi một cái cơn mổ cũng khá lớn, Hồ viết bài Chỉ Là Phù Du Thôi đó. Thì trong đó có cái câu mà Hồ nói, đời người thì có đi có về, một thoáng vui trên trần gian. Hồ nghĩ mình xuống đây mình chơi một thời gian, chơi cho vui, chơi cho công bằng, rồi mình về cõi kia thôi, chứ chẳng có gì phải hối tiếc. Chỉ là phù du thôi. Thưa anh, cũng thấy anh có những cái nỗ lực dùng cái media là cái SBTN mà anh lập ra đó, và dùng âm nhạc để mà tranh đấu cho quê hương, cho dân tộc. Thì cái ước mơ của anh là gì cho chung và cho riêng của anh? Ước mơ của Hồ rất là đơn giản. Ước mơ của Hồ là một ngày nào đó Hồ được về Việt Nam, Hồ lái xe đạp, Hồ đi vòng vòng những thằng bạn học trường bên chữ ký Hồ. Đi từ Nam ra Bắc, đi xe ông đa. Về già thì có thể là một huấn luyện viên đội tuyển đá banh ở đâu đó. Đơn giản lắm. Còn những gì mà Hồ làm bây giờ thì Hồ chỉ muốn người Việt Nam mình đoàn kết hơn. Tất cả những người lãnh đạo, các đảng phái, hội đoàn, cộng đồng trên tất cả nơi Việt Nam hải ngoại ở, chúng ta phải đoàn kết. Chúng ta cùng một tiếng nói, nhìn về quê hương để thấy những gì người dân mình đang phải chịu. Họ phải chịu chứ họ không có option, họ không có một cái gì lựa chọn hết. Những người được ăn sủng, những người được gọi là hưởng được những cái tự do của đất nước tự do, được tình người của những người xứ của mình ở đó giúp cho mình. Một thằng như Truc Ho không biết tiếng Anh qua bên xứ Mỹ nhờ tình người được như ngày hôm nay. Bao nhiêu người khác cũng giống như Hồ, cũng được ở xứ Đức, Canada, Thụy Điển, Đan Mạch. Nhờ những cái đó mà chúng ta được ngày hôm nay, thì chúng ta cũng phải nên nghĩ về những người còn kẹt lại. Quê hương đất nước của chúng ta càng ngày càng bị xâm lăng, người dân thì bị tước đoạt quyền làm người căn bản. Chúng ta phải có hành động, chúng ta phải tranh đấu cho đến một ngày nào đó không cần phải kinh khủng, mình chỉ tranh đấu làm sao cho họ có được quyền căn bản làm người thôi. Rồi từ từ mọi chuyện nó sẽ giải thoát được những cái bệnh cancer mà đất nước Việt Nam mình đang bị khắp mọi nơi. Là một nghệ sĩ, có bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ làm một leader cho đất nước để làm cái Truc Ho không bao giờ. Truc Ho, bản chất của Truc Ho là một người không có thích làm chính trị. Bản chất của Truc Ho là một người không có, chỉ thích đá banh và chơi nhạc thôi, đơn giản vậy. Nhưng mà chỉ cái gọi là cái khi mà Hồ đã từng nói, Hồ đã được Đức Mẹ làm phép lạ, nghiệm lại thì mình biết
mình được nhiều ơn. Đức mẹ không những cho mình thoát chết mà cho mình năng khiếu về âm nhạc, cho mình may mắn gặp một người vợ hiền, gặp bao nhiêu người không quen biết mình gì hết, không bà con gì hết, giúp mình trong những ngày mình đầu mình đi tị nạn. Thì mình biết được một chuyện là hình như cái đó là cái gì đó mình phải nên nghiệm lại và mình phải biết là mình phải nên làm gì. Thì Hồ chỉ biết là Hồ cố gắng trong khả năng của Hồ để Hồ giúp, cho người Việt Nam mình họ được đối xử công bằng. Hồ cố gắng gọi là tranh đấu làm sao mà cho người dân mình họ phải có quyền làm người. Cái đó nó đơn giản lắm mà người Việt Nam mình không có. Những gì của Hồ có, những gì Hồ làm, Hồ chỉ muốn cái mục đích duy nhất là một ngày nào đó mình được về Việt Nam, mình đi vòng vòng. Hồ không có ý định về Việt Nam ở luôn, bởi vì Hồ ở đây quen rồi, khí hậu Việt Nam cũng nóng, không ở nổi. Nhưng mà cũng thì không nghĩ tới chuyện Việt Nam ở, nó chỉ nói về chuyện làm leader hay là lãnh đạo. Hồ không, cái bản chất của Hồ không phải là một người thích làm lãnh đạo, thích không bị ràng buộc, một người không thích bị ràng buộc, tính tình nghệ sĩ, chỉ thích chơi nhạc và đá banh. Nhưng mà tại vì những cái gì mà mình đang có, mình đang làm, mình có thể ảnh hưởng được thì mình cố gắng hết mình, chứ hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ mình đi làm chính trị. Chị Giang cảm ơn anh cũng đã giúp đỡ Hội rất nhiều. Cảm ơn chị Giang, để đây là làm những cái thước phim để đưa vào một cuốn phim, hy vọng làm cái công việc giáo dục cho cái văn hóa miền Nam nó quan trọng lắm. Dạ, vâng.